Số liệu thống kê mới nhất của Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc cho biết dân số của nước này có thể sẽ chạm mốc 1,42 tỷ người vào năm 2020. Trung Quốc sẽ tiếp tục là quốc gia đông dân nhất thế giới và có thể chạm đến mốc 1,42 tỷ người trong vòng 3 năm tới. Số liệu vừa được Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc công bố mới đây. Cũng theo báo cáo từ cơ quan này, vào cuối năm 2015, dân số của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã là 1,37 tỷ người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở nước này hiện tại vào khoảng 0,6%. Trong đó, tình trạng mất cân bằng giới được kỳ vọng sẽ tiếp tục được cải thiện, với tỷ lệ cứ 112 bé trai sẽ có 100 bé gái ra đời vào năm 2020. Có thể nói, cho đến nay, quốc gia đông dân nhất thế giới này đã ghi nhận những thành quả bước đầu trong lộ trình kế hoạch hóa gia đình và điều chỉnh mất cân bằng giới giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015. Một trong những nhiệm vụ hiện nay của Trung Quốc chính là tăng cường sự hỗ trợ việc làm cho phụ nữ sau khi sinh, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tạo điều kiện để phụ nữ có thể cân bằng giữa công việc và gia đình sau khi sinh con.